Trong thời gian qua, trên địa bàn quận Cẩm Lệ xuất hiện một số trường hợp mắc COVID-19 trong khu chung cư. Để nhanh chóng cắt đứt nguồn lây nhiễm, quận Cẩm Lệ đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch quyết liệt tại những khu vực này. Đây là hình ảnh tại khu chung cư Phước Lý, phường Hòa An. Tại đây, ngay khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, phường đã nhanh chóng phong tỏa, rào chắn, lập các chốt trực, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại chung cư nhằm hạn chế tối đa số ca lây nhiễm. Một ngày chúng tôi chia làm 2 ca, từ 2 đến 3 người, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không cho người trong ra khu dân cư, và hàng hóa gửi vào cũng được sát khuẩn và giao nhận tại chốt. Tính đến ngày 8 tháng 9, quận Cẩm Lệ đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại các khu chung cư, gồm khu A chung cư E2, phường Hòa Xuân, khu nhà 1 chung cư Phước Lý, Hòa An, khu chung cư CT02, phường Hòa Thọ Đông. Để cắt đứt nguồn lây nhiễm, quận Cẩm Lệ đã áp dụng biện pháp quyết liệt như tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức giám sát, kiểm soát thông qua các chốt trực vòng trong vòng ngoài, lắp đặt camera giám sát, tổ chức giãn dân, yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó, thực hiện căn hộ cách ly với căn hộ, tuyệt đối không giao lưu, tiếp xúc để tránh lây nhiễm chéo. Để tránh cái việc lây nhiễm chéo trong khu dân cư thì phường quận cũng đã thiết lập một cách ly, đồng thời là phường chủ động phối hợp với phòng kinh tế thực hiện công tác di dân. Thực tế cho thấy, việc đảm bảo phòng chống dịch tại chung cư là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh những biện pháp mạnh mẽ mà quận Cẩm Lệ đã áp dụng, rất cần sự đồng lòng của người dân để công tác phòng chống dịch phát huy hiệu quả cao nhất.